Đây, dư trước lúc mà cái chủ đề của lịch đấy là mình có cái này cho mọi người xem, cho mọi người xem xả stress, cho mọi người xem để cho biết cái đó, rồi là ta vô đề sau nha. Đấy, sự thật đó. Trời đất ơi, cái nick này và cái con phát qua kia là con Diễm Phàm nha. Theo như cộng đồng, theo như mà cái bà cái clip mà trốn được trên mạng của hắn á, là ở Pleiku Gia Lai đấy, kinh chưa? Phát luôn cả cái rẻ bác quế luôn. Kinh quá, kinh luôn đó, rẻ ba que đó, mọi người thấy chưa? Cái rẻ ba que ba vàng ba sọc đỏ mà nền vàng, rồi là trên nền vàng, rồi là trên cái túi xanh màu xanh đó, mọi người thấy chưa? Rồi cái đoạn này nó dài, mình chỉ cũng chỉ quay một đoạn thôi, đoạn clip nó dài lắm mà ở đấy mình quay ngắn thôi, nhưng mà nó vẫn nó dài thì mình cho mọi người xem rồi đeo để mọi người biết. Tí nữa phát sóng qua đó là hẳn đi phát cái túi băng xanh đấy, cái túi mà cho các cháu đi học đấy. Đấy là đứa nào đứa nấy là đều mang đều mang cái rúc rác, là cái này đi học hết đấy, cái biển hiệu bá que đi học hết. Mà không biết cái chính quyền nơi này không biết có còn sống nữa hay không đấy, đó là cái túi các em đi học đấy. Rồi hồi nữa là mình cho mọi người xem một cái bảng là hẳn đang cầm cái bọn trẻ con nó đang đứng một vòng tròn, rồi sau lưng là chụp cái hình lưng quay lại. Đây nha mọi người, đó, rất nhiều lần rồi. Đó, rất nhiều lần rồi nha. Đấy, nó ru ngủ lòng người như thế đấy. Rồi đây, đến trường đi học đó. Đó, đó là con chính chủ. Đấy, rồi á. Có cái đoàn mà vòng tay mua đây này. Đây, kỷ vật cho em bà hạ, kỷ vật cho em 30 tháng 4 năm 2023 nha mọi người. Đấy, nào là mũ nồi, nào là dây đính, nào là đây, khi nào cái túi xanh xanh mà nó phạt đấy, mà hẳn phạt là coi như cho các bé là làm cái kia ba lô là đi học đấy. Đấy, thấy chưa? Giữa mà cái chính quyền nơi này là không biết con trẻ thấy sống hay là lấy dùng, hay là lại dùng phải cái kem đánh răng sách tay từ Pháp về đây nữa này. Đấy, rất là ngang nhiên trắng trợn luôn. Đấy, mà từ cái ngày hắn còn nhỏ như thế này mà hắn đã biết chửi cộng sản rồi đấy. Đúng là có phải là cái loài chè đỏ không mọi người? Đó thì mình cho mọi người xem để cho biết rằng là cho mọi người xem để cho biết rồi, để là ngày mai ngày kia là khỏi phải là ngạc nhiên nhá. Đây rồi mình sẽ tìm một cái đoạn. Mình sẽ đọc một cái đoạn ở đây, không biết máy ní có không biết. Một cái đàn đoàn là của cái thằng Nguyễn Văn Đài, thằng phản động là Nguyễn Văn Đài đấy. Hắn nói rằng, và cũng có hắn nói mà có thật, là ở Đắk Lắk đã có hai cái lần là có như bạo loạn, mình thì mình gọi là bạo loạn, mà thằng Nguyễn Văn Đài mà phản động đấy thì nó nói rằng là để là khởi nghĩa, có hai nhóm khởi nghĩa đã đánh thẳng vào trụ sở công an nha. Cái tin này là có thật nha mọi người. Rửa thì mình đang ở trong máy livestream đấy rồi, chứ không máy này không có rồi, để mình tìm mình đọc cho mọi người xem.
Rồi thì mình có chia sẻ về đấy. Mọi người đừng ngần ngại chia sẻ đi, mọi người ơi. Bất kể cái tín nào không phải là chỉ của mình mà cái tín nào mà phản động đấy là mọi người cứ chia sẻ đi. Đấy, để cho nhiều người, để cho an ninh mạng người ta biết và để cho chính phủ biết, để cho bộ chính trị biết, để người ta, để cho nhà nước biết mà à rồi là đấy máy ni cũng không có. Mình chưa đưa sang máy ni. Rồi là để cho xã hội biết mà người ta ấy đi mọi người, là nghe nói là vô là hà gục luôn là 6 người công an. Chúng nó có đầy đủ vũ khí nha mọi người. Đấy, chúng nó có đầy đủ vũ khí và tập kích hai cái địa điểm của công an đấy. Đấy, hà gục 6 người công an, nhưng mà bên ta cũng bắt được 6 người, cũng bắt được 6 thằng bên đó. Đấy, mọi người xem mà thấy kinh khủng chưa? Xem cho biết để rồi là mãi một đấy mà khỏi phải ố vậy á, nha. Xem này, đấy, cả cái lịch là cái con Diễm Phạm là vừa đi là từ thiền đấy. Đó, nó đi khắp nơi, mà nó đi bao nhiêu lần. Đấy, kinh khủng chưa? Đấy, cái màu xanh này, cái túi đó, đó là cái túi màu xanh mà cho các em đi học đấy. Đấy, mà cái khí mà nó còn bé tí thế này mà nó đã là 30 và thằng Tứ là năm 75 là hình vóng quốc rồi. Đấy, coi chữ là chúng nó chết mà chưa chôn. Đây, kinh khủng chưa? Chúng nó còn tăng trừ như thế đấy, kỷ niệm đấy. Đấy là kỷ vật cho em 30 tháng 4 năm 2023. À rửa thì nó nói như thế thì có nghĩa là nó làm cái gì vào cái ngày 30 tháng 4 2023 ta, mà lại là không phải là 175. Đây, thấy chưa? Cái con lớn đâu nhất, cái con lớn đâu nhất là cái con Diễm Phàm, hắn đã lớn đó rồi đó. Mọi người hồi nữa vô cái nick của nó mà xem. Đây, chị chia cơ tổ quốc vần ghi trong ký ức, nhấn bản xưa con khắc tạc trong lòng, kính chưa? Đấy. Con ni là cái dạng mất dạy nha mọi người. Nhìn đấy là đủ biết hẳn mất dạy là... Nhìn đấy là đủ biết hẳn là cái loài mất dạy rồi. Đấy, thấy chưa? Bởi vì mỗi người ở đấy là đều phải có trách nhiệm. Đấy, hưởng quyền lợi tự do ngày xưa rồi thì dư phải có trách nhiệm. Cái bài của cái đoàn viết của thằng Đài và báo chí bên phía nhà nước cũng đã đưa tin rồi nha mọi người. Là ở xóm, là ở Đắk Lắk đấy, đã có hai cái nhóm của bọn này. Hai cái nhóm phản loạn này mà thằng Nguyễn Văn Đài đấy, thì nó nói rằng là dùng cái từ là khởi nghĩa. Mà mình thì mình nói là hai cái nhóm phản loạn thì là chúng nó đã tập kích cái đồn công an, hai đồn công an trong một lần. Đấy. Đấy, vô liên là chúng nó bởi vì vì mất bất ngờ cho nên là công an ta là bị 6 người là lần đầu là cũng có bị thương. Nhưng mà sau đó thì ta quật lại là cũng bắt được 6 thằng trong cái ổ chó đó. Mọi người ạ, cho nên bên y mọi người xem cái này rồi, xem cái clip này rồi á, thì có thấy cái bọn mà Ba Que đây là mà cái bọn mà đến tập kích ở đồn công an đấy là toàn mặc đồ rằn rí nha mọi người. Trang bị đúng như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Đấy, trang bị đúng ý hệt rồi luôn. Đấy, cho nên là mọi người xem để cho biết nha. Không biết ở cái nơi này đấy, chính quyền là con sống nửa hay chết rồi thì không biết. Đấy. Nhưng mà thấy cái bọn cho mọi người xem lại một chút.
Đấy, thôi ngừa mắt mọi người ạ, đừng nghe xem nữa. Nhưng mà thằng cái bọn đó thì ngày đó là không biết ngày nào, mới hôm qua hôm kia chứ tôi đó. Nhưng mà chắc là chúng nó không biết là có chọn ngày lành tháng tốt hay không, hay là rồi là lấy là chết úng từ trong trứng đấy, phải chết úng từ trong trứng nước, hay là lấy là có đến có cơ hội mà đu càng lần thứ hai hay không đấy. Nhưng mà cùng tiền đấy thì cùng gửi gắm với cái nói thẳng răng với cái con diễm phàm nha, chúng mày khoáng đà từ đắc đó là. Mà nếu như chúng mày mà có cái đâu á là cái rẻ này là rất là xuống này đấy, cái rẻ vàng mà bá sọc đỏ đấy là rất là xuống, rất là xui xẻo và rất là đen đủi luôn đấy. Đứa nào mà dính vào, đứa nào mà dính vào cái rẻ vàng bát sọc này á, là cái đó có cái la cái đứa đó coi như tiêu tan là cả dòng tộc luôn nha. Đứa nào mà dính vào cái rẻ đỏ này á là coi như là tiêu tan cả cái dòng tộc mà suy quẩy cả cái dòng tộc luôn đó. Là từ cái thời thằng Bảo Đại đấy từ cái thời thằng Bảo Đại là xuất hiện cái lá cờ này, vua Bảo Đại đấy. Đấy, từ cái thời vua Bảo Đại, tức là cái vị vua Bù Nhìn cuối cùng của Việt Nam, là xuất hiện cái lá cờ màu bá vàng sọc đỏ này, là nó cũng có như là con trùng độc mà được sản sinh ra từ cái lá cờ của cái thằng Ú Việt Á cùng sọc đấy. Nhưng mà chúng nó cải biến rằng là bên kia thì nên trắng sọc đỏ, bên này thì là nên vàng sọc đỏ đấy. Thì cái thằng cái đời vua Bảo Đại á là cái vị vua Bù Nhìn mà coi như là ấp trứng, gọi là cái vua Bù Nhìn tay sai hết cho Pháp sang là cho Mỹ, thì có nghĩa là cái đời nó Bù Nhìn chỉ là một cái kiếp Bù Nhìn, cho nên á là cái vị vua cuối cùng của Việt Nam. Bởi vì cái lá cơ, cho nên là nói cái lá cơ mà cái rẻ vàng bá sọc này á mà nói rằng nó xui xẻo là không hề sai một chút nào nha. Cho nên là chúng mày khoan đã súng, khoan đã ăn mừng, chúng mày khoan đã quẩy đó, dư là tìm cái khác đi nha, tìm cái gì đi, tìm cái logo khác đi, chứ đừng có chơi cái logo là rẻ vàng bá sọc ní nữa, nó xui xẻo tần màng luôn, nó xúi xẻo cực kỳ luôn. Mà lần trước á là bên bộ chính trị là chỉ huy cho quân đội là bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh sập, đánh hỏng, phá hỏng cái sân bay Tân Sơn Nhất để cho chúng nó đú càng đấy. Đó là một cái ý rất là thâm xa của cộng sản, mà để cho cả thế giới, là bởi vì người cộng nhất hơn ai hết trên thế giới này á là người cộng sản Việt Nam biết rằng thằng Mỹ là như con cáo già đấy, tay nó làm thêm một đàng, mồm nó nói một nẻo đấy, tay nó dồi bom nhưng mà khắp thế giới, nhưng cái miệng nó là nó bảo là nước nào cũng không có nhân quyền, mà mỗi mình nó mới có nhân quyền thôi đó. Cho nên á Đảng Cộng sản ngay đó đã biết được cái mồm thằng Mỹ nó như thế, nó mồm ngáng miệng dọc như thế, cho nên mới gian một cái cảnh rằng là phá hủy hết sân bay Tân Sơn Nhất. Mà phá hủy sân bay Tân Sơn Nhất thì phá hủy cũng như là đồng thời là phá hủy biết bao nhiêu là máy bay hả mọi người. Đó cũng là tài sản chứ. Nếu như mình chiến thắng thì đó sẽ là tài sản của mình, của cộng sản đó. Nhưng mà cực chẳng đã là phải bởi vì cái mồm ngang miệng dọc của nó, của thằng Mỹ nó điếu toá quá, cho nên là phải dùng một cái mèo đó, tha là phá đi rồi ta làm lại, làm cho diễn một vở tuồng cho cha con nhà thằng USA với Việt Nam Cộng Hòa, diễn một vở tuồng rằng là đứa thì treo leo thang là treo lên nóc nhà để lên trực thăng ra ngoài, mới bay ra Biển Đông
là ra bẫy ra tàu néo đầu ở ngoài đó đấy. Rồi á, là cứ trực thăng là vận chuyển từng chuyến rửa đấy. Như thế rồi, rồi đứa thì đu căng. Mà thằng Mỹ á, về rồi á, khi mà về án vì ở cái nước Mỹ rồi á, thì chúng nó nói rằng là với báo chí, với phòng vấn rằng là quân đội Mỹ là rụt lui, hoàn toàn là rụt lui trong danh dự đấy. Đấy, treo cho thật cho chạy chạy cộng sản cho thỏ thái quả ca lên trên cổ rồi mà còn bảo là danh dự. Và đó là cùng cái cách mà phía cộng sản không muốn là... không muốn là mất công mất việc là phải trốn, phải trốn những cái bọn Tây lống với những cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, nên mới là đến khi mà còn cách trước cái ngày 28, ngày 27, ngày 28 tháng 4 năm 75 đấy mọi người, là phía cộng sản đấy, phía bộ đội đấy, chúng chỉ cầm chừng thôi. Đấy. Chỉ vẫy ở ngoài rất xa là cầm chừng để cho Mỹ là để cho Mỹ vây ngụy là tẩu tán đu càng cho hết đi, đỡ phải trốn, tốn đất, vừa mất công mà vừa tốn đất. Đó là sự thật đấy mọi người ạ. À. À, đó là sự thật đấy. Vừa đỡ tốn đất mà vừa phải là khỏi phải mất công nuôi. Bởi vì kinh tế của cộng sản khi đó đang rất là ít ỏi và nghèo nàn, không đủ để mà nuôi cái bọn Tây lông đấy, cái bọn nữ nó ăn như cá ngào luôn, cho nên nuôi bọn chúng nó là tốn cơm là một, trốn chúng nó là cùng tốn đất tốn công là hai đấy. Cho nên là bằng mới Việt Cộng, phía Việt Cộng đấy mới bằng cái cách đó gọi là bảo vệ hai ngày, bảo vệ hai ngày ở ngoài, và là có nghĩa là để tạo cơ hội cho chúng nó bỏ trốn đấy. Chứ Việt Nam mà chứ phía cộng sản mà cũng như là phía Việt Nam Cộng Hòa đấy, cùng ác ôn như thế đấy, thì cái bọn thằng Tây lống là không thoát một đứa nào. Chứ đừng có nói là Việt Nam Cộng Hòa. Để dư ra đu càng ba qué, đu càng sáng cả li phọt, đây là chồng móng mà chửi tổ quốc. Đó nè, tao nói cho chúng mày biết nha. Diễm phạm nha. Con chạy có nha. Đờ mơ con mẹ mày. Con mẹ mày đấy, mỗi ngày 30 tháng 4, trong mày này để khi nào rảnh mình đưa vô mấy cái ảnh. Là con mẹ nó, tức là bà ngoài nó đấy, là mỗi khi mà 30 tháng 4 đấy là đưa đến là đưa cái tiền của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ra là đếm đấy, đếm rồi là ngồi khóc, rồi là đi mách rồi kể lể khắp xóm vây lang đấy, rửa mà rắn mà đúng là cái nhân từ của cộng sản, đúng là tai hại thật đó. Thật sự đó, cái nhân đạo của cộng sản ngày đó rất là tai hại, tiệt tí mà không xỉa cho nó một viên kẹo đồng. Thật đấy. Xỉa cho nó một chúng nó một mỗi đứa một viên kẹo đồng đấy, thì cho dù là mất đất mất công hay là cứ đào cái hố mà trốn tập thể chúng nó, hoặc là ra ngoài biển đóng mà thả, như thằng Mỹ đã từng thả lính Mỹ xuống biển Ấn Độ Dương đấy. Lính bị thương của nó đấy, mà đứa nào mà nhẹ thì chúng nó mới điều trị đấy, còn mà đứa nào mà nặng là coi như là chúng nó ở trong đất liền á, thì chúng nó là phủ cơ tổ quốc rồi, của là phủ cái cơ tổ quốc trên của thằng Mỹ đấy, lên trên kia túi bóng hay là lên trên cái hòm để là có nghĩa là làm cái báo để mà cho phóng viên chụp báo để mà loe thiên hà đấy. Nhưng mà xong cái màn chụp phím đó rồi á, chụp ảnh đó rồi á, là coi như là chúng nó tống trần, chúng nó lột hết túi bóng, chúng nó lột hết hôm nếu có, hoặc là lột hết túi bóng, rồi là trần truông để là chó nhảy, chó thả ra ngoài biển Ấn Độ Dương đấy. Đó là cái tính có thật nha mọi người. Đài vệ tinh của nước Đức đấy,
đài vệ tinh của nước Đức đã là gọi là cái đài chí mà mình quên mất rồi, là ở trên không trung đấy, là cái đài vệ tinh đó là họ đã thu được, họ đã bắt sóng, họ đã quay được những cái cảnh rằng là Mỹ đi máy bay Mỹ đưa đi từ Việt Nam ra đó, và đổ bỏ rất nhiều đấy, bỏ rất nhiều xác người rơi rượt xuống đó, xuống dưới biển biển Ấn Độ Dương ấy. Những cái đứa mà có tên có tuổi đấy thì nói rằng là hãy tạm dừng hướng về nước Mỹ, là chúng nó viết mà đưa lên mạng đấy mọi người, cho Phật Pháp xem này. Cái nick này là của con Diễm Phạm đây, ở Đắk Lắk Pleiku. Đây. Đây. Xem cho biết nha. Chúng nó nhồi sò trẻ em đây. Cái cây vang vang tặng tặng sáu ba lô đây, lưng đó là cái logo của rẻ rách bá qué về rẻ vang sọc đỏ đấy đó. Thì dự là ta nói thật là cái rẻ này nó suối tần màng luôn, cái logo mà nên vang bá sọc đỏ này là nó suối tần màng. Cái thằng xuất xứ của cái rẻ vang này là từ cái đời vua Bảo Đại, là cái vua vị vua Bù Nhìn cuối cùng của Việt Nam, mà trong cái máy của mình cũng có cái ảnh mà thằng Pháp đang đưa cái rẻ vang thằng Mỹ là đang đưa cái rẻ vang cho vua Bảo Đại đấy. Thì dư á, khi mà vua Bảo Đại mà vướng vào cái rẻ vang bá sọc rồi á, thì đến dư là đời mẹ đời cha, đời cha ông nó thì là trốn ở đây thì không nói rồi. Nhưng mà cái đời của vua Bảo Đại á thì dư không biết là lưu lạc ở đâu, hình như là ở bên Pháp đấy, mà muốn đưa về cố hương mà cũng chưa được về đó. Đó là một đời. Sang đời thứ hai là đời thằng Diệm, Ngô Đình Diệm đấy. Thì sáng đời Ngô Đình Diệm tức là cái đời mà quá mặn ma với, quá mặn nông với cái rẻ vang bá sọc, cho nên giá cang nhà nó là cuối cùng là nạt như là bả đầu tướng luôn. Nào mà chúng mày dám tắc ái tắc quái đến như thế, dám coi thường xã hội, dám coi thường cộng đồng đến cái mức như thế, giữa thánh thiên bạch nhật mà đến là mặc đồ Việt Nam Cộng Hòa ngụy quyền ngày xưa. Rồi mọi người ơi, mình đau đầu quá mọi người ạ. Mình xin tạm dừng clip tại đấy nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã ghé vô xem ủng hộ kênh. Rồi nếu mà cảm thấy mà có lý có tình á, thì mong mọi người chia sẻ, rồi là cho mình cái like, rồi chia sẻ, rồi cho mình cái bấm cái nút theo dõi đấy mọi người. Mình đau đầu quá rồi. Mình xin nghỉ nha mọi người. Rồi là hẹn mọi người, hẹn gặp clip sau nha. Chào mọi người, chúc buổi tối vui vẻ.